Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hương Yên. Thưa quý vị và các bạn, Corona là một họ virus lớn với một số chủng gây bệnh ở người và một số khác xâm nhiễm các loài động vật bao gồm lạc đà, mèo và tươi Đôi khi virus Corona từ động vật tiến hóa để lây sang người, để rồi sau đó lây từ người sang người như trường hợp mất và sát Hiện tại chủng virus corona gây dịch tại Vũ Hán 2019 ncov đã được chứng minh là có khả năng lây từ người sang người. Hướng dẫn tạm thời sau đây có thể giúp ngăn chặn virus này lây lan giữa những người trong nhà và trong cộng đồng. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Thông tin được đăng tải trên trang sức khỏe và đời sống của Bộ Y tế. Những người nên thực hiện theo hướng dẫn. Những người khác đã tiếp xúc gần với người nghi nhiễm hoặc đã xác nhận bị nhiễm coronavirus người nhà hoặc người đang chăm sóc người nghi nhiễm hoặc đã xác nhận bị nhiễm virus corona. Những người được xác nhận bị nhiễm corona virus không cần nhập viện và có thể được chăm sóc tại nhà. Những người nghi nhiễm virus corona đang chờ kết quả xét nghiệm không cần nhập viện và có thể được chăm sóc tại nhà. Phòng ngừa cho người tiếp xúc gần Nếu bạn đã tiếp xúc gần với người nghi nhiễm đang chờ kết quả xét nghiệm hoặc bị nhiễm coronavirus bạn cần theo dõi sức khỏe của bạn bắt đầu từ ngày tiếp xúc gần lần đầu với người bệnh liên tục trong 14 ngày kể từ lần tiếp xúc gần lần cuối theo dõi các dấu hiệu và triệu chứng sau sốt, đo thân nhiệt hai lần một ngày, ho, khó thở. Các triệu chứng ban đầu cần theo dõi là ớn lạnh, đau nhức cơ thể, đau họng, nhức đầu, tiêu chảy, buồn nôn, nôn và sổ mũi. Nếu bạn bị sốt hoặc bất kỳ triệu chứng nào trong số trên cần gọi ngay cho cơ sở y tế. Trước khi đến gặp bác sĩ, cần đảm bảo rằng bạn đã nói với nhân viên y tế về việc mình đã tiếp xúc gần với người nghi nhiễm đang chờ kết quả xét nghiệm hoặc bị nhiễm virus corona. Phòng ngừa cho người nghi nhiễm đang chờ kết quả xét nghiệm và có thể được chăm sóc tại nhà. Bác sĩ và nhân viên y tế công cộng sẽ đánh giá xem bạn có thể được chăm sóc tại nhà hay không. Nếu thuộc diện cách ly tại nhà, Nhân viên từ sở y tế địa phương hoặc tỉnh thành phố sẽ theo dõi tình trạng sức khỏe của bạn. Bạn cần làm theo các bước phòng ngừa dưới đây cho đến khi chuyên viên y tế xác nhận bạn có thể trở lại các hoạt động bình thường. 1. Tránh tiếp xúc với các thành viên khác trong gia đình càng nhiều càng tốt. Bạn nên ở trong phòng riêng, tách biệt với những người khác trong gia đình. Ngoài ra, bạn nên sử dụng một phòng tắm riêng nếu có thể. 2. Gọi điện trước khi đi khám. Trước khi đi khám, hãy gọi cho cơ sở y tế để thông báo rằng bạn bị nhiễm hoặc nghi nhiễm virus corona. Điều này sẽ giúp cơ sở y tế chuẩn bị trước nhằm tránh lây nhiễm cho người khác. 3. Đeo khẩu trang. Bạn cần đeo khẩu trang khi ở cùng phòng với người khác và khi đi khám chữa bệnh. 4. Che miệng khi ho và hát hơi. Rửa tay. Rửa tay thường xuyên và kỹ lưỡng bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây. Nếu không có xà phòng và nước, bạn có thể sử dụng nước rửa tay chứa cồn với hàm lượng ít nhất 60%. Tránh dùng tay không rửa sạch để chạm vào mắt, mũi và miệng tránh dùng chung đồ gia dụng, không được dùng chung bát đĩa, ly uống nước, cốc, dụng cụ ăn uống, khăn tắm, chăn ga, gối đệm hoặc các vật dụng khác với người khác trong nhà. Cần rửa kỹ bằng xà phòng và nước những vật dụng này sau khi sử dụng. Phòng ngừa cho người nhà hoặc người đang chăm sóc. Nếu bạn đang sống cùng hoặc đang chăm sóc tại nhà cho nghi nhiễm hoặc đã xác nhận bị nhiễm coronavirus, sau đây gọi chung là người bệnh, bạn cần chắc chắn rằng mình hiểu và có thể giúp người bệnh tuân theo các hướng dẫn của nhân viên y tế, hạn chế những khách không thực sự cần thiết tới nhà. Giữ người nhà và người bị suy giảm miễn dịch hoặc mắc bệnh mãn tính cách xa người bệnh. Đảm bảo thông khí tốt cho các không gian chung trong nhà, rửa tay thường xuyên và kỹ lưỡng bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây. Đeo khẩu trang, mặc áo choàng và đi găng tay dùng một lần khi bạn chạm hoặc tiếp xúc với một trong những nguyên liệu sau của người bệnh, máu, dịch cơ thể hoặc dịch tiết như mồ hôi nước bọt đờm nước mũi nôn nước tiểu hoặc phân rửa tay ngay sau khi tháo khẩu trang áo choàng và găng tay bạn không được dùng chung bát đĩa ly uống nước cốc dụng cụ ăn uống khăn tắm bộ đồ giường hoặc các vật dụng khác với người bệnh sau khi người bệnh sử dụng những vật dụng này bạn phải rửa giặt chúng thật kỹ lau sạch tất cả các bề mặt hay sờ vào sử dụng dung dịch thuốc tẩy pha loãng hoặc chất khử trùng trong gia đình có ghi nhãn rõ giặt đồ thật kỹ ngay lập tức thu và giặt quần áo hoặc khăn trải giường có máu dịch thể hoặc dịch tiết hoặc bài tiết trên chúng theo dõi triệu chứng người bệnh nếu người bệnh chuyển biến xấu hơn hãy gọi cho cơ sở y tế để thông báo rằng người bệnh bị nhiễm hoặc nghi nhiễm corona virus điều này sẽ giúp cơ sở y tế chuẩn bị trước nhằm tránh lây nhiễm cho người khác quý vị và các bạn vừa theo dõi mục thông tin sức khỏe của đài phát thanh và truyền hình Hưng Yên cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi xin thân ái chào tạm biệt.